cảm giác rất là tuyệt vời các anh chị. Cứ mỗi lần xuống sân bay lại được anh Triều ra tiếp đón tất cả các đoàn, và quan trọng nhất là anh đều kết cho mỗi người một cái vòng hoa rất là đẹp trên cổ này. Nó là một cái trải nghiệm rất là tuyệt vời các anh chị. Chào đón tất cả lãnh đạo đến với Mỹ, và lần tới Triều sẽ chào đón tất cả các bạn. Go Diamond. Một sự chuẩn bị ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi, tất cả mọi thứ đều chu đáo và ấn tượng trong từng khoảnh khắc. Những cảm xúc được trân trọng, cũng như là tất cả mọi cái công tác chuẩn bị của VMway, chúng tôi rất cảm ơn. Bạn lặn biển và ngắm cá mập, một cái cảm giác rất là tuyệt vời các bạn. Cảm giác sẵn sàng của anh rất kỳ diệu. Rất là tuyệt vời, cảm giác vô cùng mới lạ. Và chúc cho tất cả Amway của chúng ta tiếp tục tăng trưởng phát triển được không ạ? Và bây giờ tất cả
chuyến năm sau của chúng ta hãy cùng phấn đấu đi lên du thuyền Tokyo sẽ càng tuyệt vời hơn. Thấy rằng đó là những trải nghiệm thế này nó rất là xứng đáng để chúng ta nỗ lực phát triển cái tiềm năng kinh doanh của chúng ta lớn mạnh hơn. Và ở đây Vân Hoàng với lại Emerald với bạn bạn tin rằng ở cấp độ cao hơn Diamond sẽ trải nghiệm rất là tuyệt vời, và nó sẽ là thứ hai thành công tiếp theo trong năm sau mà Vân Hoàng sẽ nỗ lực đạt được. Vẫn mãi là số 1 bởi vì khoa học, bởi vì công nghệ và bởi vì chính là các bạn, những nhà phân phối Amway với tình yêu Nutrilite luôn luôn là cháy bỏng, đúng không ạ? Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào, tạm biệt Mỹ và tạm biệt đoàn Amway với những trải nghiệm vô cùng tuyệt vời trong những ngày qua, và mong rằng các anh chị luôn giữ gìn sức khỏe và cố gắng nỗ lực để đạt được những thành tích cao hơn nữa trong kinh doanh của Amway. Hẹn gặp lại ở Sydney.